Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng bị cáo buộc xâm phạm lợi ích nhiều người khi thực hiện các buổi live stream tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngày 9 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, đang bị tạm giam trong vụ án ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát cung cấp truy tố bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Động thái này được đưa ra sau hơn 4 tháng điều tra bà Hằng, bị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan gửi đơn tố giác, đề nghị xử lý phạm tội về tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Kết luận điều tra của Công an tỉnh Bình Dương lần này căn cứ trên 53 buổi live stream của bà Hằng, xác định bị can phạm tội theo Điều 331, tuy nhiên căn cứ cụ thể chưa được công bố. Ngoài ra, các nhà chức trách cũng gửi thông báo cho bà Lan về kết luận giám định đối với lời nói phát ngôn của bà Hằng trong các buổi live stream hồi tháng 12 năm 2021, tháng 1, tháng 2 năm 2022 có chứa nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín danh dự cá nhân. Hành vi này đã vi phạm điểm A khoản 3 điều 16 Luật An ninh mạng 2018, điểm D khoản 1 điều 5 Nghị định số 72/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trước đó, hồi tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã kiến nghị nhập vụ án này vào vụ án Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Tuy nhiên sau đó, Công an hai tỉnh thành vẫn thụ lý điều tra song song. Đây cũng là một trong các lý do Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ cho Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét nhập hai vụ án thành một để giải quyết triệt để. Bà Hằng là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, tức ông Dũng Lò Vôi, có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus. Tháng 3 năm 2021, sau khi tố cáo với Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc bị lương y Võ Hoàng Yên lừa hàng trăm tỷ đồng đóng góp từ thiện, bà Hằng thường xuyên livestream bày tỏ bức xúc, đả kích nhiều người dính dáng đến ông Yên. Tiếp đó, từ giữa năm 2021, bà này đã dùng hàng chục tài khoản YouTube, Facebook, TikTok thực hiện cả trăm buổi livestream trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng để liên tục tổ chức livestream nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung sai sự thật, sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hàng loạt người. Bà Hằng có cả ekip hỗ trợ, đạo diễn kịch bản truyền thông, mời khách phân vai đả kích người khác. Cơ quan điều tra đã làm việc với những người này, trưng cầu giám định các nội dung liên quan, khi nào có kết quả sẽ tiếp tục xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ tại quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bà Hằng khai nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ca sĩ Viu Anh là do Viu Anh bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà Hằng. Bà Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của nghị sĩ Hoài Linh là do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, nhưng khi bị can Hằng yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên thì ông Hoài Linh im lặng, không lên tiếng. Về lý do xúc phạm danh dự, uy tín của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng khai nhận do bà Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về công ty Đại Nam, quỹ từ thiện Hàng Hữu. Bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream là có sự hỗ trợ giúp sức của ông Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, bà Lê Thị Thu Hà, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam, và bà Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Hằng tại công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó, Tân, Hà và Nhi đã thực hiện nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề, thời điểm, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream in các nội dung mà bị can Nguyễn Phương Hằng sẽ phát ngôn, đưa cho bị can Hằng trước các buổi livestream, chuẩn bị sử dụng các phương tiện, thiết bị điện tử để phục vụ livestream và phát livestream trên các tài khoản mạng xã hội của bà Hằng. Đồng thời, ba người này còn dẫn chương trình trong các buổi livestream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên livestream phát trực tiếp. Trong các buổi livestream của bà Hằng, phát ngôn về Hoài Linh và ca sĩ Viu Anh còn có luật sư Đặng Anh Quân, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và luật sư Nguyễn Đình Kim, hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án liên quan bà Hằng.
Ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phương Hằng và khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Từ ngày 15 tháng 2 đến khi bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần vào các ngày 18 tháng 2, mùng 7 tháng 3, mùng 9 tháng 3 và 16 tháng 3 để cảnh báo, dàn đe và yêu cầu Nguyễn Phương Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội, thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Phương Hằng không những không chấp hành mà còn tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân. Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức các buổi livestream là có sự hỗ trợ, giúp sức của một số cá nhân. Cơ quan điều tra đã mời những người này lên làm việc và tiến hành trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.